Rồi thì như mình hôm qua có làm mấy cái dĩ sắt với mấy cái nòng sắt để làm cái chỗ để cái bồn nước á. Thì bây giờ bắt đầu mình tiến hành đổ bê tông rồi ha. Sau khi đào đất đầm đá xà bần rồi. Thì khi mà mình để dĩ xuống thì mình sẽ kê nó lên ha cả nhà. Đó. Sẽ kê nó hổng lên giống như vậy nè. Đó. Kê cho nó có độ hở giống như vậy nè. Đặng khi mình đổ bê tông xuống á, nó sẽ sắt nó sẽ nằm đều nha. Đều trong cái lớp bê tông. Chứ nếu mà không kê để nằm sát ở dưới mặt đất xuống thì nó rất là dở nha. Đây thì bốn cây mình làm bốn góc. Cái này mình làm là 1m4 phủ bì ha. Giờ ở trên mình đổ nó hơi, khi mình đổ cột thì sẽ cho nó hơi chậm chậm vô. Đó. Trong đó thì cái nhà đó, ở đây thì cái đài nước ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành đổ bê tông thôi. Rồi khi nào mình làm xong đi mình sẽ chia sẻ tiếp cho cả nhà ha. Coi thử cái đài nước này mình làm như thế nào hết cả nhà. Rồi cả nhà chờ đón xem nha. Cái miếng nó tí cắt bỏ cho nó một chút. Ừ, như chiều dài nhiều ít. 5 phân, 5 ly à. Rồi hôm nay tiến hành đầu đổ cái đài của cái sàn nước nha cả nhà. Thì đây nó cũng hơi cao, dưới anh em cũng mới bô mấy cái nòng sắt rồi thì chút nữa thì bắt đầu chiền lên rồi mình gáp vô là mình đổ đây ha. Nãy giờ thì mình đã đóng cúp pha được rồi, đây chổi kê rồi xong hết. Khi mà đóng thì cái đố mình đóng ngang sẽ có miếng bộ dưới vậy ha, đằng cho nó chịu lại ha. Thì cây nào cũng vậy hết, gáp hơn dài phải không, đưa dài trước. Ok, cái này do nó nhỏ thành ra sắt mình bô sẵn ở dưới hết rồi, đưa đây mình chỉ gáp vô thôi. Ừ. Hở hở trên đây pha đè xuống để coi câu kia vô luôn cái hả. Rồi tới cái già bên kia lên. Rồi cái kia lên luôn cây đúng rồi. Này do mình đổ cột từ dưới đất lên rồi, cái này chiều cao nó là 3m5 ha. 3m5 trên này thì giờ diện tích trên này thì nó có là còn lại 1m3. Ở dưới chân đây mình đổ nó 1m5 phủ bì. Lên đây nó túm đầu lại còn lại 1m3. Đúng quá trời, ok luôn. Thì để tí nữa mình xuống dưới mình sẽ quay toàn diện thôi. Tới khi nó hoàn thiện mình dỡ ra luôn mình sẽ quay chia sẻ cả nhà ha. Coi nó như thế nào hết cả nhà. Bây giờ thì bắt đầu mình kết cấu sắt thôi. Rồi sau khi mình xuống sắt đà rồi xong, bây giờ bắt đầu mình lên sắt chỉ thôi nha cả nhà. Thì cái này mình vẫn xài là sắt 12 ha. Cái này do để bồn nước nó hơi nặng. Toàn bộ là mình xài sắt 10 ha. Còn cái đà thì mình xài sắt 12 ha cả nhà. Tây dê thì khoảng cách là một tấc một cái ha. Bị do này để cái bồn nước tới 1000 lít lên ra mình tăng cường sắt cho nhiều ha. Sắt thì cũng khoảng cách của một tấc một cây luôn cả nhà. Dầm thì mình cũng tăng cường thêm một cây giữa nè. Tăng cường thêm cây gánh đáy ha. Cây này cây gánh đáy, cây này cây chịu lực nè nha. Cái cây gánh nằm đáy chứ nó rất là hiệu quả giữa mấy cái dầm bị ngang đấy, gồng gồng á. Rồi sau khi sắt bọng lực đã xong, cái bây giờ cũng đã tiến hành tưới nước rồi ha. Thì bây giờ bước kế tiếp thì mình sẽ cho hồ cốt cho mấy cái đầu cột nha cả nhà. Lúc nào cũng vậy thì giữa cái hồ mới hồ cũ thì sẽ có kết cấu hồ dầu vô ha. Rồi hồ nước mình tưới luôn đi cho nó chất lượng. Quậy lỏng lỏng luôn đi. Rồi sau hồi mình đổ thì cũng đã xong hết cả nhà. Nhưng mà khi vừa đổ xong thì mình sẽ lấy miếng cao su mình đậy lại ha. Đây mình có đậy miếng cao su lại nè. Bây giờ lúc hiện giờ trời đang nắng quá, ra mình sẽ lấy miếng cao su mình che lại. Che lại thì nó sẽ bê tông nó sẽ chết từ từ ha cả nhà. Chết từ từ thì nó sẽ tốt ha, chứ không phải để mà đây chiều nắng quá cái nó bị găng nứt á. Thì nó không tốt cho mà mấy cây sắt ha. Nếu mình chảy cái su thì nó rất là ok ha. Đây hiện nay thì bốn cái cột mình ở mé dưới nè. Thì xong một quá trình mình tấn đổ từ hồi sáng tới giờ nè, thì giờ cũng đã xong hết cả nhà. Một bao rưỡi xi măng cho một tấm đan để bồn nước ha. Ở đây thì bốn cây cột. Cây cột này mình đổ vừa là mỗi một cây là một cây này là một bao mấy nè. Hai cây là ba bao đó cả nhà. Rất là bự, rất là lực lưỡng. Bự lắm.
Bởi vì cái bồn để bồn ngàn lít ở trên mà, mình làm đổ cho lớn cho nó chất lượng cả nhà. Đây là cái nói xa xa mình nhìn lại nè, bốn cái cột nhìn thấy lực lưỡng ghê chưa cả nhà. Cây nó bự như cây cục điện vậy đó. Rồi, đây là cái bồn nước mình đã làm hoàn thiện rồi ha cả nhà. Đây trên nhà người ta tận dụng lại cái bồn cũ á. Cái này thì cái bồn nước này mình làm chung với cái nhà hôm rồi mình làm nè. Phút này thì cái máy này, máy tiếp go của nhà sau nè. Còn ở trên đó là cái máy của cái nhà mới nè. Máy nhà mới mình trên đó. Đây cái máy lọc tôn lạnh, cái này lọc tiếp go cũ lại. Tận dụng lại ha cả nhà. Thì mình cũng đã vừa đi xong ống nước này nọ rồi. Ống nước thì mình để cái bồn lên rồi luôn ha. Ống nước mình đi xong hết rồi. Đây mình xuống dưới và dẫn dài vô trong nhà rồi. Đó, nhưng mà hôm nay mình chia sẻ cả nhà thì cái đổ cái đài nước và cái bồn nước đó cả nhà. Thì tới hôm nay thì cũng đã xong rồi hết rồi ha. Mình cũng đã đưa ống lên, ý là đưa bồn lên, mình đã thắp lắp đặt thiết bị ống nước này nọ vô xong rồi. Thì bây giờ mình đã bàn giao cho chủ nhà đưa vào sử dụng rồi cả nhà. Thì thôi mình sẽ nước đó cả nhà. Thì tới đây mình xin dừng clip ở đây cả nhà. Cả nhà nếu xem video nó thấy hay dễ nghĩa cho mình một like cả nhà, một like và đăng ký kênh á. Và giới thiệu rộng rãi cho nhiều người cùng xem cả nhà. Đừng cho mình chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi, chúc cả nhà có một ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe cả nhà. Tạm biệt. Bye bye.